Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Thưa quý vị, đối với người Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng đã trở thành một nghi lễ không thể thiếu trong các gia đình. Chính vì thế, mỗi nhà đều có bàn thờ để thờ cúng thần linh và tổ tiên của mình. Tất nhiên, trên bàn thờ không thể nào thiếu bát hương, song không phải ai cũng có thể biết được những nguyên tắc phong thủy liên quan đến bát hương này. Và để hiểu được điều này, sau đây Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin cụ thể và chính xác nhất. Bát hương trước hết là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Bát hương không chỉ mang tính hiện vật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa người phương Đông, đặc biệt là người Việt Nam. Ngoài việc là vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình, bát hương còn được xem là biểu tượng của sự thanh tịnh và tao nhã của thiền. Bởi vậy, bát nhang hay còn được gọi là lư hương vẫn được bài trí tại các không gian thiền thất để mang đến sự thanh tịnh. Bát hương được sử dụng để thắp nhang trên bàn thờ gia tiên. Cũng vì thế mà người ta thường ví đây là linh hồn của ngôi nhà và là nơi lưu giữ lại giá trị tâm linh sâu sắc. Khi con cháu dâng hương đến tổ tiên sẽ cắm hương vào bát. Lúc này chính là lúc mà gia chủ và các thành viên trong gia đình tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành. Trong phong thủy, bát hương là nơi dừng chân của tổ tiên, nhờ đó mà họ sẽ phù hộ và dẫn lối cho gia chủ. Do đó, việc lựa chọn được số bát hương phù hợp và cách bố trí hợp phong thủy là điều mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để đem đến nhiều may mắn. Có thể nói rằng, bát hương là nơi giao thoa giữa người đã khuất và người cõi trần nên rất linh thiêng. Theo đó, việc thờ cúng và lựa chọn bát hương nên xuất phát từ trong tâm là tốt nhất. Trước đây, việc bài trí bát hương trên bàn thờ chỉ đơn thuần mang giá trị tinh thần về truyền thống văn hóa của nước ta, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhưng đến ngày nay, theo các nhà phong thủy, việc đặt bát hương trên bàn thờ đúng chuẩn sẽ đem đến nhiều may mắn và tốt lành cho gia chủ trong cuộc sống. Vậy bàn thờ gia tiên có mấy bát hương là đúng? Tùy theo bàn thờ của mỗi gia đình mà câu trả lời cho câu hỏi bàn thờ có mấy bát hương là khác nhau. Một thực tế dễ thấy ở miền Bắc và miền Nam nước ta có sự khác nhau về số lượng bát hương có trên bàn thờ. Nếu miền Bắc sẽ sắp xếp 3 bát hương trên bàn thờ, thì miền Nam lại sắp xếp từ 3 đến 5 bát hương. Theo phong thủy, mỗi bàn thờ gia tiên tốt nhất là nên có 3 bát hương. Tín ngưỡng của ông bà ta để lại thì thông thường gia chủ nên bày bát hương theo con số lẻ và con số được chọn nhiều nhất vẫn là con số 3. 3 bát hương được bày tại các vị trí khác nhau và thể hiện được ý nghĩa tâm linh khác nhau. Các bát hương này dùng để thờ thần linh, tổ tiên và thờ cô tổ, ông mãnh. Thực tế có nhiều gia đình cho rằng việc thờ nhiều bát nhang sẽ thể hiện được lòng thành kính của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến bàn thờ gia tiên trở nên chật chội hơn và nếu không bài trí đúng sẽ phạm phải các lỗi cấm kỵ. Điều này đã vô tình làm giảm đi sự may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia phong thủy lại khuyến khích việc thờ 3 bát hương trên bàn thờ gia tiên. Vậy ý nghĩa 3 bát hương trên bàn thờ là gì? 3 bát hương này có vị trí và ý nghĩa tâm linh khác nhau. Bên cạnh việc 3 bát hương là số mang đến sự may mắn và tài lộc, thì đây cũng là nơi thờ cúng đầy đủ nhất. Trong quan điểm xưa, cha ông ta chia việc thờ cúng thành 3 cấp bậc khác nhau. Đó là Phật. Phật chính là đại diện cho sự bình an và yên ổn trong cuộc sống. Phật giúp con người ta hướng thiện, hóa giải mọi điều xấu xa trong cuộc sống và hướng cho gia chủ
những điều thanh thản nhất trong tâm hồn. Thần, mỗi gia đình đều có thần linh cai quản, bảo vệ và đem đến những điều tốt đẹp đến với gia đình. Các vị thần này sẽ bao gồm thổ công, thổ địa, long mạch, tiền chủ, hậu chủ. Gia tiên tiền tổ chính là thế hệ đi trước trong gia tộc và dòng họ. Tập tục thờ cúng gia tiên là truyền thống lâu đời của nhân dân ta. Điều này không chỉ thể hiện được sự kính trọng của con cháu mà còn bày tỏ được tâm nguyện của gia chủ. Hiện nay có rất nhiều gia đình thờ một bát hương trên bàn thờ chính. Tuy nhiên đây là điều không nên, vì các vị thần và tổ tiên không thể ngự trị cùng một bát hương được. Điều này như là một sự bất kính với bề trên và phạm phải các điều cấm kỵ. Do đó gia chủ cần hết sức lưu ý đến vấn đề này. Bên cạnh việc tìm hiểu về câu hỏi bàn thờ gia tiên có mấy bát hương, thì việc đặt bát hương như thế nào cũng là điều mà gia chủ cần hết sức quan tâm. Việc bài trí bát hương trên bàn thờ tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ và sắp xếp đúng phong thủy được. Khi bạn sắp xếp đúng sẽ giúp tài lộc và may mắn của gia chủ thêm dồi dào. Ngược lại, nếu bạn sắp xếp tùy ý sẽ phạm phải các đại kỵ và gặp phải các chuyện mà bạn không mong muốn. Thứ nhất, cách bố trí bát hương từ 1 đến 4. Đối với những gia đình chỉ có một bát hương lớn trên bàn thờ thì không cần lo lắng việc bài trí sao cho phù hợp. Nhưng đối với những gia đình thờ từ 2 bát hương trở lên, cần cân nhắc trong việc bài trí sao cho thích hợp. Những gia đình bài trí 3 bát hương nên được sắp xếp như sau. Bát hương lớn. Bát hương lớn nhất là bát hương thờ Phật, chư thần, nên bạn nên đặt chính giữa bàn thờ và cách tường một khoảng là 15 cm. Dưới bát hương, bạn nên đặt một miếng lót bằng gỗ hoặc bằng sứ đều được. Bát hương bên phải. Bát hương này là bát hương để thờ cúng bà cô ông mãnh. Gia chủ nên đặt bát hương này cách vị trí ở giữa một khoảng 5 cm đến 10 cm. Vị trí của bát hương nên song song với bát hương lớn nhất. Bát hương bên trái. Bát hương này dùng để thờ gia tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Bát hương này cần được đặt đối xứng với bát hương bên phải. Đặc biệt bạn nên bố trí và sắp xếp sao cho tạo thành một đường thẳng song song với bát hương ở chính giữa. Trong quan điểm xưa, các vị thần và gia tiên đều có cấp bậc và sự khác biệt nhau, nên không để bát hương ngang hàng. Chính điều này sẽ được cho là không tôn trọng thần linh và bất kính. Đối với những gia đình bày 4 bát hương thì nên sắp xếp theo quy luật nam tả, nữ hữu. Các bát hương nên đặt cách nhau với khoảng cách từ 8 cm đến 12 cm để có sự thông thoáng và mang tính thẩm mỹ cao. Thứ hai là cách bố trí 4 bát hương trở lên. Vì một số lý do nào đó mà gia đình bạn sắp xếp và thờ nhiều hơn 4 bát hương thì nên nhờ đến sự tư vấn của các nhà phong thủy. Lúc này bạn sẽ có được cho mình cách bố trí chuẩn để đem đến sự kết nối giữa vấn đề tâm linh và thể hiện được lòng tôn kính của mình. Vâng thưa quý vị, việc thắp hương hay bố trí bát hương trên bàn thờ đều là tín ngưỡng tâm linh vô cùng thiêng liêng. Bởi vậy gia chủ không nên tùy tiện dẫn đến hậu quả không đáng có. Nhằm giúp hạn chế được các vấn đề này, sau đây sẽ là một số lưu ý trong việc bố trí bát hương mà gia chủ không nên bỏ qua. Thứ nhất là không nên xê dịch bát hương. Trong quá trình thờ cúng, gia chủ tuyệt đối không nên xê dịch bát hương, vì điều này sẽ làm kinh động đến thần thánh và tổ tiên. Theo quan niệm phong thủy, đây là điều tối kỵ nên bạn hết sức cẩn thận để tránh các điều không may mắn. Bên cạnh đó, bạn phải bài trí bát hương không bị vênh và luôn ngay ngắn. Như vậy các thần linh, tổ tiên mới có thể phù hộ và độ trì cho gia chủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cái tâm thành kính của mỗi người. Thứ hai, màu sắc bát hương phù hợp. Nhiều người thường có quan điểm rằng nên chọn những bát hương có màu vàng để làm tăng thêm sự trang trọng và linh thiêng của không gian thờ. Nhưng đây là điều không nên. Từ xa xưa cho đến nay, màu vàng là màu đại diện cho hoàng tộc và thường được dùng cho bậc vua chúa, thần, Phật. Do đó khi chọn bát hương cho bàn thờ gia tiên, bạn không nên chọn màu sắc này. Thứ ba là trang phục khi thực hiện cúng bái. Khi đặt bát hương trên bàn thờ hay thực hiện bất cứ nghi lễ cúng bái nào,
bạn cũng cần lưu ý về trang phục thờ cúng. Bạn nên thể hiện sự tôn kính của mình bằng cách mặc quần áo sạch sẽ, kín đáo và trang nghiêm. Bạn nên mặc những chiếc áo dài tay và nên nhớ không được mặc quần đùi hay áo cộc trước bàn thờ gia tiên. Đồng thời, bạn cũng nên lựa chọn các trang phục có màu sắc trang nhã và thanh lịch bạn nhé. Việc sắp xếp bát hương trên bàn thờ gia tiên là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Hy vọng với những thông tin mà Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ, quý vị đã có câu trả lời cho câu hỏi bàn thờ gia tiên nên có mấy bát hương. Đồng thời sẽ có thêm cho mình những kinh nghiệm trong việc thờ cúng tổ tiên để phúc báu thêm dồi dào. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.